chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic, trao trực tín sống trọn đam mê. Và em là Long Trang. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh em một cái sản phẩm rất là cao cấp đến từ thương hiệu Tissot Thụy Sĩ. Đây là một cái bộ sưu tập mà em rất là thích, nhưng mà rất là đáng tiếc là ở đây là lại là một dress squat cỡ lớn của Tissot. Thế là cổ tay của em không thể đeo được chiếc này. Nó sẽ dành cho anh em có cổ tay ít nhất là khoảng 16,5 trở lên thì đeo chiếc này mới đẹp được. Và nếu như anh em quan tâm những cái sản phẩm đẹp, giá tốt như thế này, đừng quên là liên hệ với em với số Zalo 0973 816172, hoặc gọi cho em vào số 0828 91522 nhé. Bên em cũng sẵn sàng thu mua lại chiếc đồng hồ em không có nhu cầu sử dụng nữa. Đó, anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số Zalo. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chiếc Tissot Chemise The Tourlet rất là đẹp mắt mà em sẽ giới thiệu với anh em ngay bây giờ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ zoom kỹ lại hơn một chút để nhìn ngắm cái vẻ đẹp tuyệt vời và cao cấp của chiếc Chemise The Tour này. Nếu như mà anh em chỉ biết đến dòng Tissot Lock là một cái dòng bán chạy nhất của Tissot, thì Chemise lại là một trong những bộ sưu tập mà cao cấp nhất của thương hiệu này. Bây giờ thì em sẽ hỗ trợ chiếc đồng hồ này lên cót tay, bởi vì nó đang ở trong hộp nên sẽ không có cót để chạy. Đó, khi em vặn cót thì anh em vặn theo chiều kim đồng hồ này, nghe nó kiểu ẻ như này là nó đang lên cót rồi đấy. Và bây giờ thì em sẽ rút núm ra nhé. Rồi, khi mà rút núm ra thì chức năng kênh stop hoạt động và chúng ta có thể chỉnh giờ đến cái múi giờ mong muốn. Cụ thể là bây giờ em sẽ chỉnh giờ đến 10:10 để tạo cái độ cân bằng nhất cho cái dial này. Nó toát ra cái vẻ đẹp tuyệt vời và rất là tinh tế của chiếc Tissot Chemise The Tour này. Với một chiếc mà trong phân khúc cao cấp như này thì chúng ta tất nhiên sẽ được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối rồi. Lớp kính này sẽ được phủ chống lóa cực kỳ cao cấp, và anh em nhìn thấy là khi mà có ánh sáng, ánh đèn rọi qua ấy, thì cái ánh đèn này nó cảm thấy nó rót rất là sâu và nó sẽ không bị làm phản chiếu lại, khiến chúng ta bị lóa khi mà nhìn ra ngoài ánh sáng mạnh rồi nhá. Và chúng ta có một lớp kính sapphire nguyên khối này, nó cũng bảo vệ rất là tốt cho nền dial của chúng ta, tránh những cái vết xước trong cuộc sống. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết hoàn thiện rất là tinh tế và đỉnh cao của Tissot. Cụ thể là những cái chi tiết đặc trưng của dòng Chemise này, ví dụ như chúng ta sẽ có vân Uriche bây giờ sẽ được đánh ra vân phía ngoài này, còn vòng Atoring lại đưa vào phòng phía trong của những cái cọc số. Một cái thiết kế rất là lạ mắt nhưng cũng mang đến cái vẻ tinh tế và cao cấp, với những cái đường vân được đánh rất là tinh tế tỉ mỉ này. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một phần chảy tia sunburst đến từ cái dial ở phía trong này, cũng rất là đẹp mắt. Bộ kim của chúng ta thì được làm sắc nhọn như những lưỡi kiếm vậy, và làm to bản để tạo cảm giác khỏe khoắn hơn, bởi vì đây là một chiếc đồng hồ từ hướng đến cái sự đa dụng nhưng vẫn không quên mang cho mình cái vẻ thanh lịch và tinh tế cổ điển đến từ Tissot. Chúng ta sẽ có các cọc số la mã 3, 6, 9 và 12, còn lại thì sẽ có là những cọc số kim cương. Những cặp cố siêu kim cương tự nhiên này được đính nổi trên mặt dial, nó tạo ra cho cái mặt dial của chúng ta vừa rất là thanh lịch cổ điển nhưng cũng cực kỳ sang trọng, với 8 viên kim cương rất giá trị ở đây. Đó, cọc số của chúng ta sẽ là cọc số nổ được hoàn thiện cao cấp và được gắn nổi trên nền dial anh em nhé. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Tissot 1853, đối diện sẽ là tên của bộ sưu tập Chemise The Tourlet và bộ máy Palmatic 80. Ngoài ra chúng ta sẽ có ô lịch nồng ở góc 6 giờ. Ô lịch này thì được anh em rất là thích, bởi vì là nó sẽ quan niệm là mang lại tài lộc may mắn cho chủ nhân của chiếc đồng hồ này. Cuối cùng chúng ta sẽ có chuyện switch bếp danh giá của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Và anh em hãy cùng ngắm nhìn lại một lần nữa, cái dial rất là tuyệt vời, rất là đẹp và có độ hoàn thiện cực kỳ cao đến từ Tissot. Nếu mà so sánh với những chiếc trong phân khúc thấp hơn thì chúng ta có thể thấy là cái dial này được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao cấp hơn rất là nhiều. Đó. Và ở phía sau thì chúng ta cũng có thể quan sát ở cái bộ máy caliber Palmatic 80 của Tissot từ phía sau này qua cái lớp kính trong suốt. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ hoạt động tần số động 21.600 VPH và tích cót đến 80 giờ. Ngoài ra là anh em có thể thấy là những đường vân trải trên máy làm rất đẹp mắt và tinh tế. Chúng ta sẽ có những cái đường vân như hình tia nắng trải từ tâm đến ra ngoài quả văng này. Rồi là đây chính là Balance Wheel đang hoạt động liên hồi. Balance Wheel này của chúng ta đã sử dụng cái chất liệu Nivacrol, có khả năng là tự tái tạo sau khi mà anh em rơi
va đập thì nó có khả năng tự tái tạo vào lúc ban đầu để đưa cái đồng hồ quay trở về cái trạng thái chạy chính xác như ban đầu. Anh em thấy là trái tim của máy đang đập liên hồi, cung cấp những cái dao động rất là chuẩn xác của một bộ đồng hồ đến từ Thụy Sĩ như thế này. Ngoài ra một vài thông tin nữa như là Tissot này, đó, đập sử dụng stainless steel, thép đúc đặc không gỉ 316L và kính sapphire chống nước ở 5 atm, tương đương với 50m đó, và mã đầu của sản phẩm T009407A. Chiếc này của ta thì sẽ nằm trong một sưu tập trang mai đập chuông chống nước ở 50m, nó sẽ chống nước tốt hơn khá là nhiều so với dòng lơ lóc đó. Đi cùng đồng hồ chúng ta sẽ có một cái bộ dây mắt lớn cũng làm bằng thép đặc không gỉ luôn, sẽ có 2 chỉ bóng chạy song song với cả 3 chỉ hoàn thiện phay xước. Nó vừa cho cái cảm giác khỏe khoắn nhưng cũng có những cái điểm nhấn sang trọng trên cổ tay của anh em. Phía bên này chúng ta sẽ hoàn thiện chải xước ở bên cạnh phần hoàn thiện bóng trên nền bezel ở đây và một cái núm của logo của Tissot đó, khóa gập rất là dễ sử dụng của Tissot ở đây. Bây giờ thì em sẽ đeo trên tay để anh có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc này nhé. Khóa gập này rất là tốt khi mà sử dụng với những anh em sử dụng công việc văn phòng bàn giấy đó. Đeo trên tay chiếc này, tay của em 15,5 đang fit một chiếc 42mm, càng lắc khá là ngắn, thế là tay em thì có thể miễn cưỡng đeo được. Nhưng mà nếu mà để đẹp nhất thì tốt nhất là anh em có cổ tay khoảng 16,5 trở lên. Chiếc này trên tay thì phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ cao cấp. Và nếu như anh em fit cùng những cái trang phục sơ mi tung sở thanh lịch hay những bộ suit sang trọng thì phải nói là một phụ kiện rất là tuyệt vời và tỏa sáng trên cổ tay của anh em, thể hiện cái đẳng cấp, địa vị và độ nhận diện thương hiệu rất cao đến từ Tissot. Và chiếc này thì hãng là bán mới mức giá cực kỳ cao cho một chiếc Tissot phân khúc đầu bảng này này, hơn 24 triệu cho một chiếc Tissot che mai kim cương mới như thế này đó. Trên tay rất khỏe khoắn và thanh lịch rồi nhé. Còn em đang có một chiếc hàng siêu lướt, cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời cho anh em chơi. Thì trước này em đang giao lưu lại mức giá chỉ 10.800.000. Anh em có nhu cầu đừng quên liên hệ với số Zalo 0973 816 172 hoặc gọi cho em vào số 0828 91522. Anh em có thể lên tay trực tiếp tại Siwat, thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Hoặc khi mà anh em chốt chuyển khoản hoặc cọc, em sẽ hỗ trợ gửi đến tận nhà để anh em kiểm tra thanh toán, hàng chính hãng 100% mới nhận hàng đó. Cảm ơn anh em theo dõi video nhé. Ở tại thị trường ấy thì đồng hồ Tissot làm giả rất là nhiều, tuy nhiên là bên em luôn sẵn sàng cùng anh em đến thẩm định bất cứ ở trung tâm uy tín nào để anh em tin tưởng và sử dụng một chiếc đồng hồ Tissot chính hãng tuyệt vời như này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.